Hành trình tìm lại đôi mắt sáng của cô Khỏi. Tôi tên là Nguyễn Thị Khỏi, sinh năm 1970. Tôi ở Long Thành. Sau khi được tìm hiểu và biết thì ở đây mổ mắt, là mắt tôi bị còn nên tôi đã đến mổ con bên trái trước. Tôi thấy cũng tốt và nay tôi quyết định đến đi mổ con thứ hai. Sau khi mổ mắt trái thì tôi cảm thấy mắt tôi tốt và sáng lên nên tôi quyết định mổ con thứ hai. Và sẵn đây tôi gửi lời cảm ơn tất cả đội ngũ y bác sĩ của phòng khám Long Khánh này, An Nghĩa Long Khánh này đã giúp cho tôi có được một đôi mắt sáng.